Tờ này là tiền Serbia năm 41, giá là 250. Pháp in nha mấy bạn. Tờ này của 54, cũng là của Pháp in luôn. Trước khi bị Đức chiếm trở thành Serbia, tờ này 54, chất lượng đẹp dày, chỉ có 150 thôi. Này là đế quốc áo hung, 150, long lanh tuyệt vời. Pháp này, Pháp rác này cũng 150 luôn. Hy Lạp rất đẹp, Pháp in 350, Pháp rác. Con này 54 khỏi nói rồi, giá bèo nhèo 60.000, 150 luôn. 54 xưa. Đây là Pháp nè, 4 xị, 1.000 franc, 5 48. Lenin, bạn nào thích cộng sản thì cái tờ tiền này là vô cùng đặc biệt đối với mấy bạn rồi đó. Mình nghĩ nên có trong bộ sưu tập của mấy bạn, chỉ có 250 thôi. Tờ này cũng hơi mắc, 5 xị. Chê mắc nữa rồi thôi thua. Ba Lan siêu đẹp, không phải Pháp in. Algeria, này của Pháp, 600.000. Đức in chứ không phải Pháp in, 350. Cái ngân hàng này nó chỉ có phát hành có 4 tờ thôi, là ngân hàng này chịu trách nhiệm in tiền cho Đức dưới cái dạng mà màu sắc rực rỡ. Đây là cái set Đông Đức nè, Đông Đức như set là 7 tờ, 950, 900 chứ. Còn cái này là Algeria rác đi, 150. Ba Lan 250. Này là Ý nè, đặt hàng bên Pháp, Pháp mới in cho 250. Cũ lắm nha, nếu mà đẹp thì nó mắc lắm. Còn này Albany, Albany cũng là của Pháp in luôn, 250. Này là Romania, 200. Toàn là những tiền khổ lớn không. Vương quốc Lào, 250, Pháp in, quá đẹp. Romania, 3 xị. Là giả xưa, quân Ý nó làm giả phá hoại 54,